Chào mừng các bạn đến với khóa học khách sạn dành cho người mới bắt đầu. Kế toán khách sạn là một loại hình dịch vụ với sự tổng hợp của nhiều loại hình doanh nghiệp, trong đó kết quả là lợi nhuận, là sự tập hợp giá thành dịch vụ, các món ăn và dịch vụ tiền phòng. Khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu được công việc của một kế toán trong công ty dịch vụ khách sạn, nắm vững được kiến thức nguyên lý kế toán, định khoản các nghiệp vụ, hiểu sâu về tính giá thành của mảng dịch vụ, tự mình lên báo cáo tài chính cho công ty. Hãy cùng kế toán Việt Hương tìm hiểu về nội dung của khóa học này. Trong phần nội dung của khóa học kế toán dành cho các bạn mới bắt đầu, sẽ được chia làm 2 phần. Trước khi đi vào phần thực hành, các bạn sẽ đi vào phần 1 liên quan đến nguyên lý kế toán. Các bạn nắm vững được phần nguyên lý sẽ là cơ sở nền tảng để các bạn hạch toán được các hóa đơn chứng từ, hiểu rõ được nguyên tắc kết cấu của từng loại tài khoản. Sau khi nắm vững được các nguyên lý, chuẩn mực trong kế toán, các bạn sẽ đi vào phần thực hành. Hạch toán trên chứng từ của công ty khách sạn. Trong phần thực hành sẽ được chia làm 3 nội dung. Nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ. Các bạn sẽ nắm được các công việc bàn giao sổ sách từ kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty. Thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế trong công ty khách sạn. Hướng dẫn hạch toán đối với hóa đơn bán ra, hạch toán đối với mua công cụ và tài sản cố định. Hướng dẫn thực hiện hạch toán đối với nội dung liên quan đến tiền lương bảo hiểm, cân đối công nợ phải thu phải trả và cân đối sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi, các nội dung liên quan đến tính giá xuất kho và đối chiếu các chỉ tiêu trên báo cáo tồn kho so với bảng cân đối tài khoản, hướng dẫn thực hiện lập các tờ khai thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý, khấu trừ thuế giá trị gia tăng, kiểm tra lại các chỉ tiêu trên tờ khai cũng như hướng dẫn việc điều chỉnh. Nội dung thứ ba liên quan đến công việc của cuối năm. Trước khi lên báo cáo tài chính, các bạn sẽ được thực hiện việc kiểm tra lại các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản, các tỷ trọng trên báo cáo và cân đối lại các số liệu trước khi nộp, hướng dẫn thực hiện nộp các tờ khai quyết toán, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Để lên được một báo cáo tài chính hoàn chỉnh, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách, kết xuất, lưu giữ các hồ sơ cũng như thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học kế toán khách sạn dành cho người mới bắt đầu. Và với hình thức học đa dạng bao gồm khóa tự học, lớp tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Toàn bộ các chứng từ hóa đơn và các video các bạn sẽ được học trên giáo trình online trên trang web kế toán việt hưng.com và tìm kiếm đến khóa học. Ngoài ra, các bạn sẽ được học trên chứng từ thực tế tại công ty mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học kế toán khách sạn bằng cách liên hệ đến số hotline 0988680223.